Bạn phải nhìn động cơ nó, bạn phải nhìn năng lực nó. Không, cái cách đó không hay bằng cách phủ nhận. Đấy là phong cách của tôi. Cho nên là nó làm sao nó nhìn được vấn đề mà nó lên nó báo cáo. Ừ, và vớ vẩn. Mình làm cha người ta, mình hơn người ta cho đó chứ. Đúng không? Chấm. Các bạn ghi tiếp cái chú ý cho. Thấy chưa? Trong đó cách hai ý nghĩa hơn nhiều. Tôi nhắc lại lần thứ hai, tức là phá vỡ cái khung nhận. Đa số con người ta nó chỉ nhận được ở khung thôi, tức là nó nhận được cái vỏ vấn đề thôi, mà nó là lý mình. Mà mình học ở đây là học làm sếp, nó không sai, nhưng năng lực nó chỉ đến thế thôi. Mà vấn đề nó không nằm ở vỏ vấn đề, mà bạn đem mặt đem mà đồng ý với nó, bạn đi giải quyết cái này có chết không? Vì nó thành một quy luật rồi. Khi kẻ khác nói với tôi đây là vấn đề, thì tôi mường tượng chắc chắn nó nằm ở ngoài cái vấn đề nó đang nói. Còn cái bài ghi thì ghi thật chậm. Đa số, không phải đa số, các bạn cứ chiêm nghiệm cho gia đình mà xem. Hầu hết là mình giải quyết vấn đề không trúng. Khi các bạn nêu vấn đề với tôi biết chắc chắn đấy là cái vỏ vấn đề chứ không phải vấn đề. Cho nên cách hai phá vỡ không đi, phủ nhận luôn, thì thường sẽ đúng hơn. Chấm. Vì tại sao thường lại đúng hơn? Vì bạn thoát khỏi khung vấn đề ngay từ phút ban đầu. Do đó bản chất của vấn đề, giải pháp cho vấn đề, nó sẽ tăng và nó đúng hơn. Nó tăng và đúng hơn so với việc bạn vẫn giữ vấn đề lại rồi nhận thức lại vấn đề, cho nên xóa ngay nó đi thì nó tốt hơn. Vì bạn thoát được cái ám ảnh ấy, thì đấy là cái tôi giảng, tôi cho là quá kỹ rồi đấy, tập cho bằng được. Và ngay ở lớp này các bạn đang nhìn thấy cái vô lý của thằng đối diện, của không khí lớp đối diện, thì bạn hãy chợt nghĩ và bạn đừng kết luận vội. Vì chính bạn đang có một lăng kính không chuẩn. Khi bạn nêu ra cái thằng nó học môn giải quyết vấn đề rồi, nó nhè răng nó cười. Một là nó đọc được động cơ của bạn, bạn nhìn vấn đề bạn nó. Hai là nó xóa cái vấn đề bạn nêu ra. Ví dụ tổng quan ở cái việc phá vỡ cái khung này, tôi cho một ví dụ nhé. Hai chấm. Làm sao đặt quả trứng lên mặt bàn mà nó không đổ? Cái gì à? Chấm. Nếu nhìn ra ngoài khung, nếu nhìn ra ngoài khung là cách tối ưu nhất để tìm vấn đề chính xác là cái gì ấy. Nếu nhìn ra ngoài khung, người ta sẽ luộc quả trứng lên, rồi đập cái phần rỗng, đập nhẹ thôi, cái phần nó có một cái phần rỗng ở trong, nhìn qua đèn thấy ra rỗng tích ấy. Và khi nó vỡ cái phần này thì nó đâu hình tròn nữa đâu. Đập vỡ cái phần trống rồi đặt lên bàn một cách bình thường. Nhưng bạn đặt không thể nào được, là vì bạn giữ nguyên cái khung của thằng gia câu đố. Mà thằng gia câu đố chính là thằng nhân viên của bạn. Nếu bạn nhìn ra ngoài vấn đề, không nhìn động cơ của thằng nêu nữa, thì bạn thấy vấn đề là khác. Và bạn không phải va chạm với cái thằng báo cáo nữa. Các bạn ạ, vấn đề nhìn bằng cái lỗ mũi ấy. Cho nên vấn đề ở đây ấy, là khi mày làm một động tác, thì vấn đề nó đặt ra làm sao người ta mua một lần rồi người ta quay lại lần thứ hai. Chứ vấn đề không phải là mày đặt KPI là bao nhiêu tiền cho một tháng hoặc một năm. Người ta thưởng những thằng mà làm cho khách quay lại. Chỉ có con lợn mới thưởng cho những thằng
doanh số cao. Vậy thì khi bạn có một tổ hợp khách fan cứng, tức là khách hài lòng đến mức trung thành, thì đấy gọi là giá trị khách hàng. Để có kỹ năng nhận thức lại vấn đề, nhận thức lại vấn đề thì nó có hai cách, đúng không? Phân tích động cơ thằng nó, nhìn ra ngoài khung thì sẽ thấy vấn đề khác. Để nhận thức lại vấn đề, người ta phải thực hành thật nhuyễn 4 bước sau đây. Và trong 4 bước này thì nó có 2 cách, đúng không? Đừng nhầm nhé. Cái hàng nó là mỏ than, còn khách, còn khai thác được. Vấn đề là còn khách hàng. Tuyệt đối không suy đoán. Nhưng tôi chỉ nhắc lại, bạn sai vấn đề là sai cả cuộc đời luôn. Sai từ cái thằng lấy làm chồng. Tuyệt đối không suy đoán. Thấy chưa? Chấm. Dấu vết của vấn đề bắt đầu lộ ra. Đấy là động tác đầu tiên các bạn phải luyện trước khi tôi nói sang vấn đề cụ thể hơn, đúng không? Nếu ngồi ở phòng lạnh thì trăm vấn đề xác định là sai cả trăm, đúng không ạ? Người ta còn gọi đấy là bệnh quan liêu. Đó. Ngồi ở phòng lạnh nó phán. Bây giờ các bạn tưởng tượng nó ngồi ở phòng lạnh mà nó viết một bài báo như thật, xong nó lấy vài thông tin ở trên mạng, cái cư dân mạng, xong nó kiếm tiền. Thì tôi hỏi làm sao mà viết nó chuẩn xác của vấn đề được. Công ty bạn cũng y xì thế. Trường Doanh Nhân PR.